Lady and gentlemen. Chào mừng quý ông và quý bà đến với cặp đôi Chuka Shopping. Cảm ơn tất cả các bạn robot. Và xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với chương trình Chuka Shopping của chúng tôi ngày hôm nay. Đến với Chuka Shopping, các bạn có thể thấy được tất cả những món đồ công nghệ thay thế cho con người rất hữu dụng. Và đó là những món đồ mà không bao giờ các bạn có thể nhìn thấy được và chỉ có trong giấc mơ. Và với thời buổi game show phát triển như hiện nay, để có được một ý tưởng kịch bản thật là tuyệt vời, phải mất rất nhiều giấc ngủ. Đúng, rất đúng mọi người ơi, rất mệt mỏi luôn. Rất mệt mỏi, mất ngủ lắm mọi người ơi. Rất đúng, rất mệt mỏi lắm mọi người ơi. Mệt mỏi lắm mọi người ơi. Chúng ta đẹp dạng, chúng ta phải làm gì? Mình phải ngủ thôi, một giấc ngủ thôi. Ngủ thôi, ngủ thôi, ngủ thôi, phải ngủ thôi. Hãy ngủ đi, hãy ngủ mọi người. Đó là minh chứng cho một cặp đôi đang tham gia game show hài hước hiện nay. Vậy còn bảo chú thì sao? Để có được một giấc ngủ ngon, chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải cần đến một chiếc gối ngủ thần kỳ. Vâng, đây chính là chiếc gối ngủ thần kỳ với một công dụng rất đặc biệt. Khi có chiếc gối ngủ này, các bạn có thể ngủ mọi lúc, mọi nơi, trên mọi quãng đường. Ngủ, ngủ mà rất sướng. Ngủ, ngủ rất... ngủ rất thoải mái thưa quý vị. Vâng, và đặc biệt khi gia đình mình có chuyện cãi vã với nhau, chồng đánh vợ. Ê, nghe kìa, ngủ gì vậy? Hả, hả? Tôi nói cho biết nghe chưa? Tại sao không chịu làm việc, không chăm lo cho chồng mà làm gì? Shopping, lo đi đâu không vậy? Hả? Nhưng chiếc gối ngủ thần kỳ không cần phải sợ lo chồng dí chồng đánh, chỉ cần chấn vào bụng là liệt nửa người. Cứu em ơi, hết liệt rồi quý vị ơi. Thật tuyệt vời. Và để mua sản phẩm chiếc gối ngủ thần kỳ, quý vị hãy gọi đến số điện thoại tít tê để sở hữu chiếc gối ngủ thần kỳ. Vâng, và sản phẩm thứ hai mà Shopping Chuka muốn giới thiệu đến quý vị, đó chính là một sản phẩm rất đặc biệt. Vào thời buổi này, ông bà ta có câu, câu gì quý vị có nhớ không? Muốn ăn thì lăn vào bếp, nhưng mà không phải lăn vào bếp thì phải làm sao? Chúng ta phải cần đến một chiếc bàn thông minh. Yeah, đây chính là chiếc bàn thông minh. Với chiếc bàn này, các bạn có thể hiểu được suy nghĩ, tâm tư của các bạn. Chú đang rất là đói luôn á. Đói mà. Wow, rất thông minh, hiểu được suy nghĩ của chúng ta. Và bây giờ chú no quá à. No rồi. Wow, thật thần kỳ, thật thông minh. Nhưng mà những cái món này Sơn Ca không có thích. Sơn Ca không thích? Sơn Ca không thích rồi kìa, Sơn Ca không ăn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn chiếc bàn thần kỳ. Thật sân si. Đây kính thưa quý vị, thật sân si phải không? Nếu như đó là một người phục vụ thật sự thì phải làm sao? Thì nãy giờ Sơn Ca đã bị đánh banh mặt rồi. Nhưng với chiếc bàn thần kỳ không có tay thì làm sao có thể hại được Sơn Ca, nên Sơn Ca vẫn còn nguyên vẹn. Và để đặt mua chiếc bàn thần kỳ này, các bạn hãy gọi vào số điện thoại tít tê để sở hữu chiếc bàn thần kỳ. Và sản phẩm thứ ba, Shopping Chuka muốn giới thiệu đến quý vị, công nghệ có thể thay thế được con người, công nghệ có thể phục vụ được loài người. Bằng một cách chúng ta thường hay đi
picnic, đi phượt, chúng ta cần phải có một chiếc bàn phượt theo chúng ta. Xin mời Saka. Đây, đây là một chiếc bàn thông minh. Wow. Vậy chưa tin sao, Saka? Wow! Hey! Đấy! Các bạn không tin chúng tôi à? Hey! Chiu! Yeah! Các bạn còn có thể nướng được thịt nướng nhờ chiếc bàn thông minh này. Kính thưa quý vị! Nhớ hãy gọi vào số điện thoại. Dần. Saka còn có một món đồ đặc biệt nữa hay không? À. Sao anh ấy lại buồn vậy? À, anh ấy đang cần một cảm xúc tình yêu. Vâng, và hôm nay một sản phẩm, một công nghệ mới mà Saka muốn gửi đến tất cả quý vị, đó chính là chiếc hộp tình thì dù chúng ta không cần phải bỏ công bỏ sức bỏ thời gian, nhưng chúng ta vẫn có được một người yêu thật lý tưởng. Mời những người yêu lý tưởng xuất hiện nào các em. Vâng, kính thưa với các bạn, đây, trên đây là tất cả những người yêu lý tưởng nhất, có một đầu óc thông minh, suy nghĩ và hành động như một con người. Và khi các bạn gọi đến cho chúng tôi sẽ bỏ người máy vào trong chiếc hộp này, sẽ gửi đến cho các bạn qua đường cáp quang. Và bây giờ chúng tôi sẽ cho một người... làm vậy? Em đi củng cố lòng tin cho khách hàng. Đáng phát sóng thôi nha. Không được. Củng cố khách hàng. Saka. Dạ, đúng rồi. Để củng cố lòng tin khách hàng, Saka sẽ là người thực hiện bước vào trong chiếc hộp này. Quý vị ơi, chúng tôi sẽ sử dụng cách này để gửi đến cho quý vị một người yêu lý tưởng, một người yêu công nghệ. Quý vị hãy cứ yên tâm và để chờ đợi. Điều gì sẽ xảy ra đây? Ha, Saka ơi, sao tay Saka đẹp thế này? Saka sẽ đi đến nơi đó nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đếm nhé. 3, 2, 1. Wow! Saka ơi, bây giờ hãy ra đi nào Saka. Saka ơi, em hãy ra đi nào. Saka ơi, em đâu còn Saka. Saka, em đâu mất rồi Saka. Anh không thể nào sống thiếu em đâu Saka ơi. Saka ơi, em đâu rồi? Saka đã trở lại rồi. Từng ngày trôi qua tôi luôn ước muốn rằng mình yêu em bên em mãi mãi. Người mãi em ơi, tôi yêu yêu em rất nhiều. Còn lòng tôi đây cũng đang nhức nhối, là vì sao tôi luôn luôn yêu thế? Bởi chúng tôi đây là người mãi thôi, là người mãi nên không có tim để yêu. Không, Saka ơi, em là người máy thông minh nhất do anh chế tạo ra. Anh yêu em, người máy. Nụ hôn thật tuyệt vời, anh Bạch. Không, 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 không,
không phải. Anh là Chu, mà. Anh không phải là anh Bạch. Anh là em. Nụ hôn thật tuyệt vời, anh Hiếu Hiền. Không phải. Anh là Chu mà. Nụ hôn thật tuyệt vời, anh Hùng. Không phải. Em ơi, cáp quan đã gửi em đi đâu? Cáp quan đã gửi em đến đâu mà bây giờ em trở về đây? Em lại nói những điều không phải anh lập trình. Em là của riêng anh, do anh lập trình. Sơn ca, anh là Chu. Là Chu, anh là Chu. Chế độ kích hoạt nhận dạng. Sơ ca ơi, bây giờ tôi phải làm sao đây? Còn lòng tôi đây cũng đang nhức nhối, là vì sao tôi luôn luôn yếu thế? Bởi chúng tôi đây là người mới thôi. Cát sông, anh làm cái gì vậy hả? Trời đất ơi, xô cá sấu bình của tôi. Chương trình người ta đang phát trực tiếp mà anh làm cái gì vậy hả? Hư hết của tôi rồi, làm sao? Tôi hiểu làm rồi. Sao mà tôi làm ăn được nữa đây trời ơi? Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi cô. Cô vào trong đi. Để tôi. Cô vào trong đi. Một cái người máy hư hỏng như vậy mà anh đưa lên tôi cho tôi là sao? Tôi hiểu rồi. Lên sóng lại. Kính thưa quý vị, Tôi tự biết rằng tất cả những người máy của tôi đều đã bị lỗi. Tôi sẽ thu hồi lại hết tất cả. Và ngay giây phút này đây, tôi nhận ra một điều: tình yêu không thể xuất phát từ người máy, mà tình yêu chỉ có thể xuất phát từ con người đến con người. Tôi ước gì tôi không chế tạo ra những người máy này. Còn lòng tôi đây cũng đang nhức nhối, là vì sao tôi luôn luôn yếu thế? Bởi chúng tôi đây là người máy thôi. Là người máy nên không có tim để chị thích quá à, tại vì lúc mà em mở màn ra đó, chị với anh Bạch hai đứa bung lụa. Tại biết sao không? Chị thích những người nào mà đẹp mà chỉnh chu trên sân khấu vậy đó. Cái tự nhiên thấy tụi chị được tôn trọng lắm, giống như là một cái buổi biểu diễn á, chứ không phải là thí sinh đi thi, mà quan trọng là tập đều và đúng nữa. Hai nhân vật chánh bước ra đẹp luôn. Quý á, tụi em chỗ là đã một khi đã làm cái chủ đề nào phải làm cho ra chủ đề đó, và cái thay đổi của tụi em có thể nó sẽ hơn những cái bài thi cũ, hoặc là nó sẽ không bằng bài thi cũ, nhưng cái điều mà tụi chị thích nhất đó là cái sự thay đổi của tụi em. Và nghệ thuật phải có sự thay đổi, nó phải thay đổi mới thì mới thành công, mới người ta mới nhớ đến mình lâu được. Và chị rất hy vọng sau cái cuộc thi cặp đôi hài hước này, hai đứa em sẽ tỏa sáng, bởi vì hai tụi em đã có một cái tâm rất lớn trong nghề của mình. Chị, hai bạn rất là can đảm, dám làm cái mới. Hai bạn đem đến cho chương trình một cái màu sắc tuyệt vời mà có sự đầu tư. Cuộc chơi chúng ta nó dài lắm. Cứ chơi như thế hoài, chúng ta đem hết khả năng mình ra thì chắc chắn là sẽ gặt hái được thành công. Và hôm nay các bạn đã liều lượng vừa phải. Nếu thêm chừng một vài miếng nữa, rồi biến hình, rồi biến ra trở lại thêm lần nữa cho tròn cái bài của ảo thuật á, thì các em sẽ giống như những tiết mục của các ảo thuật gia. Cho nên các em biết dừng lại và chọn được một phong cách với một dàn biểu diễn hết sức là chỉnh chu, đẹp để mang lại một không khí sang trọng. Chúc mừng hai em. Dạ, em xin chọn cặp đôi vị giám khảo anh Lý Hùng và chị Diệt Trinh. Dạ, xin mời. Và bây giờ là thời gian dành cho 50 vị khán giả đặc biệt. Xin mời. Dân số điểm trên tay Hiếu Hiền đã có là 9,6.